vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong phần bản tin y tế hôm nay có những tin nổi bật: cảnh báo tình trạng trẻ bị tai nạn thương tích trong dịp hè, ngành y tế sẵn sàng phương án đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa thi. Mục Thầy thuốc và người bệnh mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm phổi ở người cao tuổi. Cẩm nang y học kỳ này là bài tập vật lý trị liệu cho người sau tai biến mạch máu não do bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Phượng, trưởng khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Quế Châu hướng dẫn. Cuối chương trình là câu chuyện Hãy đồng hành cùng con tự kỷ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích như tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt. Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho gần 20 bệnh nhân là trẻ em bị tai nạn thương tích. Theo các bác sĩ, đa phần những bệnh nhi từ 1 đến 5 tuổi thường gặp tai nạn sinh hoạt là chủ yếu như bỏng do lửa, điện, nước sôi hoặc đuối nước, hóc dị vật. Còn trẻ trong độ tuổi từ 6 tới 15 tuổi thường bị gãy tay, chân do leo trèo hoặc tai nạn giao thông. Để hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ, các bậc phụ huynh cần quan tâm chú ý đến trẻ, nhất là trong dịp nghỉ hè, cũng như trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để có thể tự bảo vệ mình trước các nguy cơ tiềm ẩn. Khi không may xảy ra tai nạn, dù là tai nạn nhỏ cũng cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được kiểm tra xử trí kịp thời. Năm 2020, nước ta mở rộng tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều TD cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, thành phố nguy cơ cao và khuyến cáo người lớn cần tiêm lại vaccine này. Đây là một trong những biện pháp quan trọng để tăng cường tỷ lệ tiêm vaccine phòng bạch hầu tại những điểm nóng khi bạch hầu đang ghi nhận gia tăng ở người lớn. Những năm gần đây đều ghi nhận các ca mắc bạch hầu ở trẻ lớn và người lớn. Hầu hết người mắc bệnh là trẻ hơn 10 tuổi và người lớn. Đa phần ca mắc là những trường hợp không tiêm hoặc tiêm không đủ mũi vaccine phòng bệnh. Trước đó có những trường hợp đã tiêm 3-4 mũi nhưng vẫn mắc bệnh. Một điểm đáng chú ý nữa là miễn dịch đối với bệnh bạch hầu giảm dần theo thời gian, nên đối tượng người lớn và trẻ lớn, mặc dù có tiền sử tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh bạch hầu trước đó khoảng 5-10 năm mà không được tiêm nhắc lại thì vẫn có khả năng mắc bệnh. Để phòng bệnh bạch hầu, trẻ cần được tiêm 3 mũi vaccine 5 trong 1, phòng 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn và có thể gây bệnh lúc 2, 3, 4 tháng tuổi và tiêm nhắc một mũi vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván lúc 18 tháng tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo người dân cần tiêm đủ 5 mũi phòng bạch hầu để bảo đảm hiệu quả miễn dịch. WHO cũng khuyến cáo khoảng 7 tuổi nên cho trẻ đi tiêm nhắc lại, 9-15 tuổi nhắc lại mũi nữa. Sau sự kiện em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã mở ra cơ hội có con cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đầy đủ về phương pháp này. Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam đã có khuyến cáo cho những ai muốn điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Một trong những lý do khiến nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn chưa đạt được đích đến bởi vẫn chưa hiểu đúng về các phương pháp điều trị bệnh. Vì vậy, cần phải hiểu đúng và tuân thủ những lưu ý như không áp đặt bác sĩ làm theo những kiến thức trên mạng, nên nghe theo tư vấn của bác sĩ, không hoang mang và liên tục thay đổi cơ sở điều trị. Bệnh nhân cần kiên trì, không nóng vội, rút ngắn thời gian điều trị, bởi tâm lý nóng vội thì tỷ lệ thành công điều trị càng thấp hơn. Chuẩn bị sẵn sàng về kinh tế, bởi vì hiện nay, điều trị vô sinh hiếm muộn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm. Các kỹ thuật điều trị trong vô sinh tương đối đắt tiền, phẫu thuật nội soi vô sinh hiếm muộn, phẫu thuật tạo hình, thụ tinh trong ống nghiệm chi phí khá cao. Người bệnh không chỉ tốn 1 hay 2 triệu mà tốn tới hàng trăm triệu đồng để điều trị vô sinh. Thụ tinh trong ống nghiệm không phải là biện pháp duy nhất, không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả các trường hợp. Điều trị vô sinh hiếm muộn vẫn có thể dẫn tới tai biến nghiêm trọng, cho nên không thể lạm dụng việc điều trị này với mục đích khác như là lựa chọn giới tính thai nhi hay chọn sinh đôi, sinh ba. Còn chục ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ diễn ra. Ngành Y tế Hưng Yên đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm sức khỏe cho thí sinh tại các điểm thi và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tại các trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố đã bố trí sẵn sàng lực lượng cán bộ y tế tham gia chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh tại các điểm thi, đảm bảo cấp cứu kịp thời cho các thí sinh gặp các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là say nắng, say nóng, ngộ độc thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ vật tư, cơ số thuốc sẵn sàng phục vụ cho trường hợp khẩn cấp xảy ra. Các trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố cũng bố trí kiếp trực, ít nhất một phòng cấp cứu phục vụ cho việc cấp cứu các thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe, đồng thời thành lập đội cấp cứu cơ động luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Tại các điểm thi thực hiện tổng vệ sinh đảm bảo nước sạch và phun khử khuẩn trước khi diễn ra kỳ thi ít nhất 3 ngày. Thưa quý vị và các bạn, ở giai đoạn thời tiết chuyển mùa, do sức khỏe kém, khả năng thích nghi kém nên người cao tuổi dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, trong đó có bệnh viêm phổi. Và để hiểu rõ hơn về bệnh cũng như là cách phòng tránh thì chương trình đã mời đến trường quay ngày hôm nay Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng trao đổi về bệnh. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Thưa bác sĩ, như thế nào thì gọi là bệnh viêm phổi ở người già? Vâng, thưa quý vị khán giả truyền hình, bệnh viêm phổi là một cái tình trạng mà phù nề xuất tiết ở các cái phế nang, ở cái đường dẫn khí của đường thở. Viêm phổi ở người già thì có thể là gặp quanh năm, nhưng mà khi mà thời tiết chuyển mùa ấy, thì thường gặp hơn vì do là người già khả năng thích nghi kém. Thưa bác sĩ, vậy thì bệnh viêm phổi ở người cao tuổi sẽ có những cái nguyên nhân cụ thể là như thế nào? Những nguyên nhân thường gặp thì là do nhiễm vi khuẩn, do virus. Các nguyên nhân ít gặp hơn là do nấm và các cái tác nhân khác. Nhưng với người cao tuổi thì cái virus cúm thông thường cũng có thể là gây ra cái bệnh viêm phổi nặng. Ở người già thì cái hệ thống miễn dịch suy yếu, chức năng hô hấp thường là kém. Thường là lại hay mắc các cái bệnh mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp, rồi bệnh tim mạch. Nên khi mà các cái điều kiện thuận lợi thì tác nhân gây bệnh rất là dễ tấn công. Nên là người già là dễ mắc bệnh khi mà thay đổi thời tiết. Vậy thì bệnh viêm phổi ở người cao tuổi sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Các cái triệu chứng thường gặp của viêm phổi thì thường là ho, sốt và khó thở. Cái triệu chứng sốt thì đôi khi là bệnh nhân không sốt lên được mà có thể là gặp là hạ nhiệt độ. Nếu như mà không được chẩn đoán cũng như là điều trị kịp thời thì bệnh viêm phổi ở người cao tuổi có thể gây ra những cái biến chứng như thế nào đối với sức khỏe ạ? Biến chứng của bệnh viêm phổi ở người cao tuổi thì thường gặp là thứ nhất là bệnh tiến triển nhanh, sau 1 đến 2 ngày tổn thương có thể lan rộng dẫn tới suy hô hấp và bệnh nhân nếu không đến viện kịp thời thì có thể là tử vong. Biến chứng nữa là có thể gặp là áp xe phổi gây ra cái tình trạng và ho, sốt rồi khạc, ngủ kéo dài. Một biến chứng nữa là có thể gặp là viêm phổi kháng thuốc, nên là các bệnh nhân thường là hay chủ quan, tự mua thuốc uống, tự tiêm thuốc tại nhà, đến khi bệnh trở nặng thì mới đến viện. Viêm phổi ở người cao tuổi mà khi đã có biến chứng thì làm cho cái việc điều trị trở lên là rất là khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Về điều trị thì thứ nhất là bệnh nhân cần phải được nhập viện sớm để điều trị. Thì, thông thường thì hay sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm, phối hợp với điều trị triệu chứng là hạ sốt này, rồi là giảm ho long đờm, rồi kết hợp với thở oxy và các cái chế độ dinh dưỡng. Cái chế độ dinh dưỡng này ở người viêm phổi cũng rất là quan trọng, và cần phải được ăn thức ăn dễ tiêu và giàu chất dinh dưỡng, vitamin, uống đủ nước để cho giúp cho việc long đờm tốt. Rồi cần phải bổ dung cho đúng cách. Rồi những cái trường hợp nặng ấy thì cần phải thay đổi tư thế chăm trở cho bệnh nhân. Và cái việc điều trị thì cần phải được theo dõi sát cái tiến triển của bệnh và thay đổi phác đồ khi mà cần thiết. Vâng, xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để người dân có thể phòng tránh với bệnh viêm phổi ở người cao tuổi ạ. Thứ nhất là cần phải giữ gìn môi trường sống trong sạch, thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Hay là tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, ví dụ như là ra ngoài trời vào ban đêm về mùa đông, hoặc là để điều hòa nhiệt độ quá thấp vào mùa hè. Tiếp theo là phải có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát tốt các cái bệnh lý mãn tính và tiêm phòng vaccine cúm hàng năm và tiêm phòng vaccine phế cầu thì mỗi 5 năm. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình ngày hôm nay ạ. Tập luyện và điều trị vật lý trị liệu là biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ phục hồi di chứng sau tai biến mạch máu não. Biện pháp này giúp cho những bệnh nhân bị liệt, cứng cơ có thể khắc phục tình trạng của mình để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Vượng, trưởng khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn bài tập giúp bệnh nhân sau tai biến có thể tự tập tại nhà. Tôi xin giới thiệu sơ qua những cái bài tập phục hồi chức năng cơ bản nhất của bệnh nhân bị tai biến. Trong cái giai đoạn đầu bệnh nhân đi lại rất khó khăn thì cần có một cái xe, tay chắc thì lắm thật chặt. Đấy, tay này thì lắm, nó tùy vào cái lực của tay. Đấy, nhưng đẩy nó vừa phải để cùng với nhịp của bước chân, rất chậm thôi. Thường xe nó sẽ có cái hãm hoặc người sẽ giữ để bác đi bác nhân cái chân nó cao lên. Một ngày như tập đừng để mệt quá. Khi mà cơ thể thấy nó hơi mệt quá thì nghỉ để tránh những cái biến chứng của cái tim mạch. Qua đánh giá của bác sĩ điều trị, bệnh nhân có thể không cần đến xe đẩy nữa, xe lăn nữa. Thì có thể là tập cái thanh song song này. Thanh song song này thì nó có tác dụng là thứ nhất, nó chỉnh cái đường đi của mình nó không bị lệch. Thì khi mà ý thức được cái chân của mình điều chỉnh nó thẳng hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ có được hai cái thanh, cái giá đỡ này để mình giữ vào, mình không sợ bị ngã. Bây giờ hai tay cô lắm cho cháu vào hai bên. Đấy, lắm chắc mở con cái ra, lắm vào đây. Sau đó mắt cô nhìn thẳng vào cái chân cô đi. Hai bên làm sao đi cho nó chuẩn, đi chậm, đi chắc từng bước một. Giai đoạn tiếp theo là tập cái bậc tam cấp. Cái mục đích của nó là để cho thứ nhất là bác giữ được cái độ thăng bằng nó tốt hơn. Thứ hai nữa là để cho nó mạnh những cái gân cơ tứ đầu đùi. Đấy, trong quá trình đi lên đi xuống cầu thang. Và thứ ba là các khớp của bác nó sẽ vững vàng hơn. Đấy, thì bây giờ bác bắt đầu bác đi. Đấy, đúng rồi, bước lên thế, giữ chắc từng chân một. Đấy, bước chân nào thì thuận tay đấy. Đây là cái động tác tiếp theo của những cái động tác huấn luyện tập ban đầu. Khi mà cái khớp vai nó không còn bị nhược cơ nữa, nó không còn lỏng nữa. Thế cho nên ngay khi có thể tập được động tác này thì phải tập ngay. Có tác dụng là mở khớp vai, nó bên liệt, nó không dẫn đến liệt, cứng, đông lại. Cái tay lành bác lắm chắc như này nhá, lắm tay này bác lắm chắc nhất có thể. Trong những trường hợp mà tay bị liệt thì người ta có thể là có một cái đai đấy người ta quấn đặt vào đây để cho bệnh nhân tập. Bác kéo từ từ cho cái tay liệt này nó lâng lên để cái khớp vai nó mở ra. Nếu mà đến lúc mà mình thấy nó đau quá thì mình dừng lại, đấy, xong mình lại hạ xuống từ từ. Cứ mỗi một ngày tập, ngày hôm sau mình lại mở ra một tí nữa. Đấy, tất cả những cái phương tiện này mình có thể tự tạo được ở nhà, dành cho những người bị tai biến mà sau khi điều trị ở viện một đợt nó ổn định, về nhà tự luyện tập. Đấy, căn cứ trên những cái bệnh nhân đấy thì mình sẽ tập những cái bài tập nó phù hợp. Tại sao như vậy? Phải làm sao đây? Chính là những câu hỏi mà bất cứ người làm cha làm mẹ nào có con tự kỷ cũng đặt ra cho bản thân. Câu hỏi đó khiến họ hoang mang, dằn vặt, đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng đó không phải là giải pháp, bởi chỉ có thể chấp nhận, yêu thương, nhẫn nại và đồng hành cùng trẻ thì cha mẹ mới có thể giúp con vượt qua những tự kỷ, hòa nhập được với cuộc sống bình thường. Tôi là người hoàn toàn bình thường. Chồng tôi cũng là người hoàn toàn bình thường. Và trong tiền sử nhà tôi thì không có ai như thế cả. Ban đầu tôi không chấp nhận, bởi vì tôi nghĩ là con tôi nó không phải là người như thế. Vì tôi sinh cháu ra rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà sau một thời gian, nếu tôi không nhìn nhận con tôi đúng là nó có vấn đề thì tôi không thể nào giúp con tôi được. Chấp nhận sự thật con mắc chứng tự kỷ, người mẹ này đã tìm đến môi trường giáo dục phù hợp dành cho con mình với mong muốn con có thể hòa nhập xã hội và đi học như bao đứa trẻ bình thường khác. Một lớp học đặc biệt chỉ với 5 thành viên, chênh lệch nhóm tuổi. Bạn lớn nhất đã 8 tuổi, thành viên nhỏ nhất mới 26 tháng tuổi. Nhưng các bé có một điểm chung, đây đều là những bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ. 8 tuổi, bé gái này vẫn không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. 16 tháng, phát hiện con mình có sự bất thường, cha mẹ đã đưa em về quê cho ông bà nội nuôi dưỡng. Không có thời gian và tiền bạc, lại phải chăm sóc cho hai em nhỏ là lý do bậc cha mẹ đưa ra để chối bỏ đồng hành cùng em trên hành trình vượt qua chứng tự kỷ. Sau 2 tháng theo học tại trung tâm giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt, đôi mắt đã có hồn hơn, nụ cười đã bớt ngu nghê. Nhưng với cô bé này, tương lai phía trước của em vẫn còn rất mịt mờ bởi cha mẹ em đã bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị phục hồi chứng tự kỷ cho em. Thực ra là tự kỷ nó không phải là bệnh, nhưng mà nó có thể kéo dài suốt cuộc đời luôn. Để giáo dục con sớm và tốt nhất thì bố mẹ lên để ý cho con là từ lúc con 16 tháng cho đến 6 tuổi, còn gọi là giai đoạn vàng của con để con can thiệp. Ở cái giai đoạn này thì não bộ các bạn ấy đang dần phát triển, can thiệp sớm thì các con dễ dàng, nhanh chóng hòa nhập với xã hội hơn.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hiện nay ở nước ta, số lượng trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ đang tăng mạnh từng năm, với số lượng khoảng 20.000 trẻ. Ước tính tại Hưng Yên, hiện có khoảng hơn 200 trẻ mắc hội chứng này đang được can thiệp tại trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ, huyện Khói Châu, bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và nhiều cơ sở khác. Nhiều em trong số đó phát hiện muộn do sự thiếu hiểu biết và quan tâm của gia đình. Nhiều phụ huynh họ phản đối luôn, họ phản ứng là con họ vẫn ăn ngủ chơi bình thường. Vâng, đúng rồi, tự kỷ cũng có thể ăn ngủ chơi bình thường. Không phải là tự kỷ là không biết ăn, biết chơi, biết ngủ, nhưng phải xem là cách ăn ngủ chơi của nó khác với các bạn khác như thế nào. Đối với nhiều gia đình, việc có một đứa con tự kỷ vẫn bị coi là điều đáng xấu hổ và cần phải giấu giếm. Mặt khác, nhiều phụ huynh lại phó mặc con cho các trung tâm, cơ sở điều trị. Tuy nhiên, hơn bất cứ bác sĩ hay giáo viên nào, sự quan tâm đồng hành của cha mẹ mới là thứ cứu con mình ra khỏi bóng tối tự kỷ tốt nhất. Buồn thì rất buồn, nhưng từ cái là muốn giành giật lấy cuộc sống ý nghĩa của con thì em lại cố gắng, lại gồng mình lên để cố, mặc dù dậy đến hàng trăm lần con mới biết. Khi mà bố mẹ phát hiện ra con bị những cái dấu hiệu như vậy rồi thì tốt hơn hết là không nên tự ti quá lo lắng hay hoang mang, mà lúc này là mình phải đưa con ra khỏi cái bóng tối đấy. Có sự hỗ trợ của các chuyên gia, của giáo viên và của gia đình, những người chăm sóc trẻ và biết được những cái phương pháp giáo dục tốt, khích lệ sớm đúng thời điểm thì sẽ giúp cho các con là mau chóng hòa nhập với xã hội một cách nhanh nhất. Câu chuyện Hãy đồng hành cùng con tự kỷ đã khép lại tạp chí Sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.